Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày 20 tháng 2 Hôm qua là một ngày mà chúng ta thấy rằng là hầu hết tất cả các cặp tiền thì đều gần như là không biến động hoặc là biến động rất là ít Chúng ta có thể nhận thấy điều này trên các cái cặp tiền tệ chính Thí dụ như là EURUSD chúng ta nhìn biểu đồ daily thì có thể nhận thấy rằng Ờ, gần như là cái cây nến ngày với cái giá mở cửa và đóng cửa không có thay đổi đáng kể một chút nào đúng không ạ hay là đồng bảng cũng tương tự như vậy chúng ta nhận thấy mặc dù có một chút tăng giá trong ngày nhưng tuy nhiên đến lúc đóng cửa thì giá mở cửa và đóng cửa gần như là không thay đổi đúng không ạ các cái cặp tiền hàng hóa cũng tương tự như vậy thí dụ như là AUD USD mọi người có thể nhận thấy phần thân nến cũng rất là nhỏ mà thôi đô la New Zealand cũng tương tự như vậy mặc dù có sự tăng trưởng nhưng về cơ bản là không đáng kể chúng ta nhận thấy từ cái mức cao cho đến mức thấp trong ngày á, thì cũng chỉ tăng trưởng đâu đó được khoảng chừng là hơn 10 pip mà thôi từ 0.6137 mà lên đến 0.61 50 đúng không ạ? Xem xem của 13 đến 15 pip không có quá là thay đổi đáng kể kể từ cái phiên Âu sang cái phiên Mỹ đúng không ạ? À, nguyên nhân của cái sự ít biến động ngày hôm qua thì chúng ta biết rằng là thị trường thiếu vắng các cái tin tức cơ bản cũng như là các cái thị trường Hoa Kỳ và Canada đóng cửa. Chúng ta thiếu vắng các cái thông tin kinh tế cơ bản kèm theo hai cái thị trường lớn đóng cửa trong cái phiên trading ngày hôm qua. Thành ra hầu hết những cái quan điểm trong cái bản tin cập nhật ngày hôm qua vẫn được bảo lưu cho cái Uh, phiên giao dịch ngày hôm nay có nghĩa là định hướng một đồng đô la mỹ sẽ còn tiếp tục theo chiều hướng đi lên và các cái đồng tiền g 7 sẽ còn chịu nhiều cái áp lực uh, bán xuống trong các cái phiên trading tiếp theo này uh, nguyên nhân cơ bản của cái nhận định đó ấy, đó chính là các cái dữ liệu về lạm phát của hoa kỳ được công bố gần đây đúng không ạ cụ thể là cái con số ppi mà chúng ta đề cập đến trong cái bản tin cập nhật ngày hôm qua đó là nó tăng trưởng nó vượt khá là mạnh so với cái dự đoán của thị trường đúng không ạ? Kèm theo đó là chúng ta biết rằng hướng đi lên của lợi tức trái phiếu, đặc biệt đó là lợi tức trái phiếu kỳ hạn 2 năm. Anh chị em có thể nhìn lại cái biểu đồ của lợi tức trái phiếu kỳ hạn 2 năm. Ngày hôm qua thị trường Mỹ đóng cửa cho nên rằng là uh, lợi tức cũng không có chạy. Nhưng về cơ bản thì đây là một cái biểu đồ uh, khá là bullish với một cái mẫu hình là W formation hay một cái mẫu hình hai đáy đã thật sự hình thành và xác lập một cái xu hướng giá đi lên đúng không ạ? Đã breakout qua cái đường trendline giá giảm À, với một cái mô hình rất là cổ điển của phân tích kỹ thuật và xác lập một cái xu hướng đi lên và chúng ta biết rằng là gì ạ? Cái hướng đi của lợi tức trái phiếu kỳ hạn 2 năm á là một trong những cái yếu tố leading hay là dẫn dắt hàng đầu cho cái hướng đi của đồng đô la Mỹ hay là chỉ số DXY. Thành ra mà nói thì à, chúng ta khá là bullish đối với DXY trong cái đoạn này. Nhưng về mặt kỹ thuật thì như có chia sẻ trong cái bản tin cập nhật ngày hôm qua đó là chúng ta đang vướng vào một cái cây nến pin bar khá là lớn trên biểu đồ H4 đúng không ạ? Thành ra mà nói thì không loại trừ cái kịch bản đó là DXY có thể sẽ quét trở lại cái vùng hỗ trợ 104 uh, trước khi mà quay trở lại được cái xu hướng tăng trưởng. Vùng 104 là một trong những cái vùng hỗ trợ khá là cứng và chúng ta vẫn sẽ ưu tiên tìm kiếm tìm kiếm uh, cái cơ hội mua vào, chỉ số hay là mua vào đồng đô la Mỹ tại cái vùng này, tức là bán ra các cái đồng tiền tệ uh, các cái đồng tiền chính khi mà chỉ số DXY tiêm cận đến cái vùng hỗ trợ 104 đúng không ạ? Uh, trên màn hình mọi người nhìn thấy rằng nó là cặp tiền EURUSD uh, đúng không ạ? chúng ta vẫn đang canh tìm cái cơ hội bán xuống từ cái vùng kháng cự à, khá là cứng cũng là cái con số round number 1.08 nếu như cặp tỷ giá này retest trở lại vùng 1.08 và forming được cái mẫu hình thí dụ như là pin bar bearish engulfing bearish engulfing tại đây đúng không ạ hay là pin bar tại đây đúng không ạ hay là một cái mẫu hình uh, M formation một cái mẫu hình hai đỉnh hoặc là chip top một mẫu hình ba đỉnh trên các cái time frame thấp hơn thí dụ như là m 15 phút trong ngày đúng không ạ thì chúng ta có thể sẽ kích hoạt cái vị thế bán xuống đối với lại euro usd và hướng về cái vùng hỗ trợ cũ là 1.07 phía bên dưới này đúng không ạ Cơ uh, usd cũng tương tự như thế chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ <laughs> áp lực bán xuống của đồng bảng ngày hôm qua tương đối là lớn khi mà cặp tỷ giá này tăng lên cái vùng 1.2620 đúng không ạ? Nhưng mình thì kỳ vọng rằng cái vùng này chưa thật sự là cái vùng đảo chiều của đồng bảng. Trước đó trong bản tin kinh nhật ngày hôm qua thì mình kỳ vọng nó sẽ tăng trở lại được cái vùng kháng cự 1.2650. Nhưng tuy nhiên với cái vận động giá của ngày hôm qua thì khả năng về việc đồng bảng có thể test từ test trở lại vùng 1.2650 trở nên thấp hơn. Mà nhiều khả năng ấy, nó sẽ forming một cái mẫu hình mới đó là M formation test trở lại cái vùng 1.2620 này mà thôi sau đó có thể sẽ quay trở lại cái xuống giảm nếu như ngày hôm nay đồng bảng có thể quay trở lại kiểm chứng cái vùng 1.2650 à 1.2620 đồng thời hình thành những cái tín hiệu nến bán xuống tại đây á thì chúng ta có thể sẽ xem xét kích hoạt cái vị thế bán xuống đối với lại GBP USD này nha uh, USD GBP thì sao chúng ta nhận thấy hôm qua cũng là một ngày rất là ít biến động chúng ta thấy rằng là biểu đồ ngày của cây nến ngày hôm qua gần như là không có thay đổi uh, gì nhiều tính cả cái phần dầu nến cũng là một cái khoảng cách rất là nhỏ mà thôi đúng không ạ thành ra mà nói thì chúng ta tiếp tục bảo lưu cái kịch bản như trong bản tin công nhận ngày hôm qua có một điểm khác hơn một chút đó là gì ạ cái xu hướng tăng thì chúng ta vẫn tiếp tục được duy trì nhưng có một cái điểm mà chúng ta nhận thấy khác hơn trong bản tin nhật ngày hôm qua đó là gì ạ một cái sự phát triển của một cái wave pattern một cái mẫu hình tam giác đang nhen nhóm hình thành trên cái biểu đồ của cặp tiền usd -GPN, đúng không ạ thì đây có thể là một cái mô hình thường thường đây là một cái mô hình tiếp diễn và với cái xu hướng tăng giá trước đó chúng ta có thể kể cái đường trendline tăng giá trước đó đúng không ạ thì nhiều khả năng á, là usd sẽ còn tiếp tục phá vỡ cái mẫu hình tam giác này để đi theo cái chiều hướng là tiếp tục đi lên đúng không ạ một cái kịch bản mà mình cũng rất là mong chờ đó là gì ạ nó có thể test xuống phía bên dưới đây một lần nữa để tạo ra một cái signature chart một cái tín hiệu phá vỡ giả phía bên dưới này trước khi mà quay trở lại cái xu hướng tăng trưởng đúng không ạ nhưng nói gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là gì ạ USD gpn đã bắt đầu nén dần trở lại về cái phía 3 phần tư của cái đầu nhọn cái mô hình tam giác này rồi tức là gì ạ cái điểm nổ hay cái điểm phá vỡ của nó có thể đã rất là sát, đã đến rất là sát, giá đã tiến gần đến cái sát đến cái điểm đổ nó rồi. Và mình thì đang đánh cá vào một cái kịch bản sẽ phá vỡ theo chiều hướng đi lên để tiệm cận đến cái vùng kháng cự cũ trên biểu đồ ngày là 152 này nha. Ở AUD USD thì khả năng về một cái kịch bản giá xuống vẫn tiếp tục được bảo lưu. Lý do là tại vì chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ? Uh, hiện tại thì nó đang tiệm cận đến cái vùng kháng cự khá là cứng trên biểu đồ H4 vùng này ấy, thì đã có lần này đã là lần thứ ba mà nó retest đúng không ạ trước đó đã có hai lần thất bại tiệm cận và bị bán xuống tiệm cận và bị bán xuống tiếp tục là cái mức giá cái vùng giá thời điểm hiện tại nhiều khả năng vùng này cũng sẽ là vùng mà chúng ta sẽ tiếp tục canh tìm cái cơ hội bán xuống mà thôi sáng ngày hôm nay vào 7 giờ 30 phút thì chúng ta biết rằng là sẽ có một cái biên bản uh, Cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Úc được công bố. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta biết rằng đây không phải là một cái biên bản cuộc họp nội dung mới, mà nó là cái biên bản cuộc họp mà đã diễn ra cách đây hai tuần rồi, đúng không ạ? Hai tuần trước khi mà cái cuộc họp này nó thật sự được công bố, chốt lại cái biên bản và được công bố ra công chúng, đúng không ạ? Trước đó là cái, trong cái cuộc họp đó thì họ chưa có uh, công bố cái, cái biên bản chính thức này và cho đến hai ngày hôm nay, cách yeah, sau hai tuần uh, kể từ thời điểm diễn ra cuộc họp đó thì họ mới công bố cái biên bản này thì uh, tôi cho rằng là cũng sẽ không gây ra nhiều biến động từ cái sự kiện đó nhưng tuy nhiên về mặt kỹ thuật chúng ta tiếp tục bảo lưu cái kịch bản vùng này có thể sẽ xuất hiện một cái tín hiệu nến như là pin ba hay là bearish engulfing những màu nến như thế này là rất là đáng chú ý nếu như xuất hiện tại đây chúng ta có thể sẽ kích hoạt cái vị thế bán xuống nha ở Donald New Zealand thì ngày hôm qua có một chút uh, tăng trưởng Tất nhiên không có quá mạnh. Điều này chỉ giúp cho USD/NZD/USD à, uh, USD tiệm cận đến cái vùng kháng cự trên biểu đồ H4 là 0.6150 mà thôi. Thật ra mà nói thì không có nhiều ý nghĩa trong cái vận động giá của cái ngày hôm qua. Và vùng kháng cự 0.6150 này á, tiếp tục là cái vùng mà chúng ta canh tìm cái cơ hội có thể là bán xuống đối lại đô la New Zealand này nha. Vùng giá mà chúng ta hướng cái mục tiêu đến đó là cái vùng đáy cũ 0.60 phía bên dưới này 0.6050 phía bên dưới này đúng không ạ nếu như có thể xuất hiện các tín hiệu nến như là pin 3 pin 3 tại đây đúng không ạ hay là bearish engulfing tại đây đúng không ạ hoặc là những mẫu nến dạng kiểu như này dần dâu nến từ nối dài xuất hiện ở đây ạ thì sẽ là cái cơ hội rất là tốt để cho chúng ta xem xét kích hoạt cái vị thế bán xuống nha à, USD CAD sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường ngày hôm nay khi mà chúng ta biết rằng có những cái thông tin liên quan đến cái dữ liệu lạm phát của Canada được công bố tất nhiên khá là muộn tận 8 giờ 30 phút tối nay giờ Việt Nam cơ thì chúng ta biết rằng là USD CAD trong những cái bản tin cập nhật gần đây á, chúng ta vẫn cập nhật theo chiều hướng là theo chiều hướng đi lên tức là đồng đô đồ la Mỹ sẽ mạnh hơn so với USD CAD nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng nhận thấy rằng đó là gì ạ hiện tại thì USD CAD chúng ta zoom nhỏ tra lại một chút chúng ta nhận thấy dường như là đang bị nén lại trong một cái khoảng giá trading range với cái biên độ tương đối là rộng đúng không ạ tương đối là rộng cho nên không loại trừ cái kịch bản đó là nó sẽ có những cái cú stop ăn quét trở lại vùng đáy cũ trước khi mà bật tăng trở lại đúng không ạ nói như vậy nghĩa là nếu như chúng ta canh mua USD CAD như này chúng ta không mua mức giá hiện tại mà sẽ mua bên dưới những cái vùng support này có thể bên dưới 1.3450 đúng không ạ hoặc là phía bên dưới 1.3420 tức là có thể sẽ retest trở lại những cái vùng này giá tạo ra những cái phá vỡ giả phía bên dưới những cái vùng này đồng thời xuất hiện những cái mẫu nến thí dụ như là uh, dâu dài đúng không ạ nến dâu dài hoặc là những cái cây nến đây những cái mẫu nến dạng uh, cụm nến pin ba như thế này thì chúng ta có thể sẽ kích hoạt cái vị thế mua lên đối với USdcd nha USD CHF tiếp tục duy trì cái xu hướng tăng trưởng theo như cái tinh thần nhận định trong các cái bản tin cập nhật gần đây và theo như đánh giá cá nhân của mình thì có thể USD CHF sẽ tiếp tục tăng và không có sự điều chỉnh giảm sâu nữa lý do là chúng ta nhận thấy rằng nó là gì một cái mẫu hình uh, W formation một cái mẫu hình hai đánh dường như đã hình thành phía bên trên ngay bên trên cái đường trendline hỗ trợ đường màu xanh mà chúng ta thấy ở đây đúng không ạ thành ra mà nói thì với USD CHF lúc này mọi người có thể tham gia vào cái vị thế mua lên với cái mức mục tiêu hướng về cái vùng đỉnh cũ là 0.8880 với stop loss đặt phía bên dưới cái đường trendline này nha một cái kịch bản khác cũng có thể không loại trừ đó là gì ạ có thể sẽ cố mua một cái cú rũ bỏ trước khi mà thật sự bật tăng trở lại nhưng mà tuy nhiên nhìn vào cái lịch sự kiện như thế này á, thì chúng ta nhận thấy rằng gì ạ? không có nhiều thông tin liên quan trọng liên quan đến đồng đô la mỹ cũng như là đồng franc Thụy sĩ thành ra cái kịch bản để cho nó có một cái cú drop down hay là break out giả phá vỡ hoàn toàn cái đường trend line này có thể sẽ khó xảy ra mà giá sẽ từ từ tăng nhẹ nhẹ tiến về cái vùng đỉnh cũ 0.8880 này ừ, thị trường vàng thì sao mọi người có thể nhận thấy rằng là vàng ngày hôm qua thì khá là cứng tất nhiên là đây là biểu đồ trên sàn Wanda tùy mỗi sàn chúng ta sẽ có cái biểu đồ khác nhau đối với vàng hiện tại đó là cái phần dâu nến của cái cây nến H4 này đúng không ạ một số sàn thì sẽ không thấy có nhưng một số sàn thì có Wanda thì có phần dầu nến khá là dài nếu như chúng ta bỏ qua cái phần dầu nến này á, thì ngày hôm qua vàng không phải là một ngày biến động nhiều đúng không ạ và tất cả thì vẫn đang nằm trong một cái xu hướng tổng thể nó là giá xuống mà thôi đúng không ạ mọi người có thể zoom nhỏ cái biểu đồ lại để nhìn cái biểu đồ giá xuống hiện tại của thị trường vàng khá là rõ nét chỗ này có thể được xem cái phần mà phía bên trên đường trendline này có thể được xem nó một cái bull trap đúng không ạ một cái tăng giá giả còn về cơ bản á, thì giá vẫn đang nằm phía bên dưới cái đường trendline này đúng không ạ và về cơ bản thì chúng ta nhận thấy rằng là diện dường như là vàng đang muốn test trở lại cái vùng kháng cự ở uh, 2020 đô la một đúng không ạ cũng như là test trở lại cái đường trendline này đúng không ạ với cái khả năng hay là với cái nhận định về cái việc lợi tức trái phiếu sẽ còn tiếp tục theo chiều hướng đi lên đúng không ạ đặc biệt là lợi tức trái phiếu kỳ hạn 2 năm chúng ta nhận thấy cái xu hướng đi lên đã khá là rõ ràng à, theo như cái tinh thần nhận định à, của một cái mẫu hình W formation mà chúng ta đi cập lúc ban đầu á thì mọi người có thể nhận thấy rằng là gì ạ cái xu hướng đi lên của lợi tức trái phiếu lúc này là khá là rõ ràng điều đó sẽ là một trong những cái yếu tố hay là một cái cơ sở hàng đầu để cho chúng ta nhận định vàng có khả năng sẽ còn chịu nhiều cái áp lực bán xuống đúng không ạ một cái kịch bản mà mình cũng rất mong chờ đó là gì ạ vàng có thể sẽ bật tăng quét qua cái vùng cái đường trendline này tức là quét qua cái ngưỡng 2030 đô la một ao để tạo ra một cái bull trap một cái bẫy tăng giá giả trước đây trước khi mà nó quay trở lại cái xuống giảm thành ra là mà nói thì những cái vùng này sẽ là cái vùng mà chúng ta hết sức chú ý để tìm kiếm các cái cơ hội bán xuống nha S&P 500 thì ngày hôm qua cũng không có biến động lý do là tại vì chúng ta biết rằng thị trường Mỹ đóng cửa Nhưng Tuy nhiên thì mình vẫn tiếp tục bảo lưu cái kịch bản đó là S&P 500 có thể sẽ có cái sự tăng giá tiếp theo sau khi mà test trở lại cái đường trendline H4 mà chúng ta thấy ở đây. Một cái kịch bản mà chúng ta rất là mong chờ đó là gì ạ? Có thể sẽ có cái cú drop down xuống phía bên dưới này để phá vỡ giả cái đường trendline thậm chí tiệm cận đến cái vùng 4950 và forming một cái mẫu nến thí dụ như là W formation tại đây thì chúng ta có thể sẽ kích hoạt cái vị thế mua lên đối với lại chỉ số S&P 500 này nha.